Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vingas Studio. Theo yêu cầu của mọi người thì Vin sẽ làm tiếp video hướng dẫn nhảy bài kém duyên nha. Trước khi bắt đầu bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi mà Vin có video mới thì mọi người sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Nếu trong quá trình học mọi người có không hiểu gì thì hãy comment ngay bên dưới để Vin sẽ giải đáp thắc mắc nha. Ok, đầu tiên là mình sẽ để tay như thế này hai lần và hai lần tay vuốt nghe qua làm lại nha. Và phần thông của mình sẽ đánh vào phải 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ hất ngược phần người về bên trái, đi sóng ngược qua. Ok. Về video phần hông và phần ngược, Vin đã làm hướng dẫn rồi. Nếu mà bạn nào chưa biết thì Vin sẽ để link video ở đây nha. Ok, quay trở lại, Vin sẽ đếm lại lần nữa nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hất 7, hất 8. Mình sẽ hất cái tay lên như thế này. Ok, sau đó mình sẽ ôm phần tay của mình qua bên đây và vuốt như thế này. Phần hông mình sẽ tiếp tục đi. Ok, mình làm lại nha. Hất ngực, ôm qua, hất, cuộn. Ok, phần tay mình sẽ làm như thế này. Nghe chữ nhớ nhung, rồi mình sẽ đặt lên. Ok, mình đếm lại nha. Vuốt, xoay, hất và hất. Sau đó mình sẽ làm lại một lần nữa như thế này. Hồi nãy mình làm bên đây đúng không? Bây giờ mình sẽ làm bên đây ha. Hai lần luôn. Hấp. Sau đó mình sẽ đóng hai tay chéo qua như thế này. Phần hông của mình tiếp tục đi. Bùm. Sắc. Và kéo lên một cái. Phần tay để giống như cái điện thoại vậy đó. Mà để ngược lại. Ok. Sau đó mình sẽ đặt tay qua. 1, 2, 3, hấp 4. Rồi mình đặt tay lên ngực. 5 và 6, 7 và 8. Rồi, động tác cuối cùng, mở qua. Ok, Vin sẽ đếm lại một lần từ đầu tới đây chậm, sau đó chúng ta tiếp nhẹ với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, vuốt qua, hấp và hấp, ôm qua, vuốt, xoay, đẩy lên, cùng sắt, kéo, vuốt lên, 1, 2, 3, hấp, 4, 5 và 6, 7, 8, lúc 1, 2, 3, 4. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép với tốc độ chậm nha. 6, 7, đi. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc kém duyên rồi. Bin mong là thông qua video của Bin lần này thì tất cả các bạn sẽ có thể có một video sống ảo trên TikTok nha. Nếu mọi người có yêu cầu bài hát nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Bin sẽ cố gắng làm video dạy nhảy sớm nhất nha. Đừng quên like và share cho video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.